Câu hỏi tiếp theo, câu thứ ba. Phật tử hỏi rằng điện thoại con có tải hình ảnh Phật, niệm Phật, Bồ Tát, bài giảng Pháp, vân vân, trong đó có ảnh Phật, Bồ Tát, vân vân. Mà khi đi lại thì thường hay cho điện thoại vào túi quần vì túi áo nông dễ rơi, mất, khó cho, vân vân. Và đi lại không cho vào túi áo được. Vậy trong điện thoại có ảnh, bài pháp, bài giảng, vân vân mà cho vào túi quần đi lại, những lúc mở máy nghe pháp niệm Phật, con cầm tay và có túi áo thì để túi áo. Vì cuộc sống đi lại có điện thoại cho túi quần có sao không thầy? Có phạm giới bất kính không ạ? Vì có điện thoại con mới nghe pháp niệm Phật mới lúc được. Và đôi khi để điện thoại xuống đất, vân vân, có sao không thầy? Con nghĩ chỉ khi mở điện thoại có ảnh Phật hay nghe pháp vân vân mà để chỗ thấp cho túi quần vân vân mới bất kính. Trường hợp này thầy cho con cách xử lý ạ. A Di Đà Phật. Một Phật tử lại tiếp tục đưa một cái câu hỏi, nó liên quan tới cái phần gì? Học pháp, nghe pháp và đặc biệt là đem áp dụng giữa những công nghệ thông tin hiện đại, khoa học xã hội bây giờ, đó là chiếc điện thoại. Chúng ta thấy chiếc điện thoại cầm tay bây giờ là đối với chúng ta ngoài xã hội, đấy là gì? Là chuyện rất là bình thường, rất là phổ thông. Thậm chí cụ già 70 tuổi, 80 tuổi thì vẫn dùng chiếc điện thoại. Thanh niên thì gì? Gần như ai cũng có. Người trẻ, giới trẻ bây giờ, nhất là đặc biệt sinh viên, học sinh, sinh viên từ cấp 3 trở lên thì gần như ai có cái điện thoại. Mà thường là điện thoại có màn hình cảm ứng. Và trong đó nếu mà là Phật tử thì trong đó có hay các Phật tử sẽ hay cóp những bài giảng, những bài niệm Phật, những câu thần chú, những bài nhạc Phật, thậm chí là những hình ảnh Phật, Bồ Tát để làm gì? Các vị tổ sư để nữa, để làm hình hình nền ở trên ảnh. Thế Phật tử này hỏi rằng á, làm như vậy thì khi mà cho cái điện thoại đó vào túi quần để đi lại như vậy thì có mắc tội bất kính không? Hoặc khi thì cũng có lúc thì bỏ cái điện thoại, có thể mình ngồi ở giường mình bỏ xuống giường chẳng hạn, hoặc là gì mình bỏ xuống chỗ thấp chẳng hạn, thậm chí đi tắm khi mình cho vào nhà tắm mình để vào trên cái chỗ cái để xà phòng hay là để vào cái giỏ cái chẳng hạn, như vậy vân vân, có bất kính không? Chúng ta phải biết rằng là tất cả đều là phương tiện hết. Tất cả đều là phương tiện. Tội hay phúc, tôi nói một câu như này, tội hay phúc đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình khởi cái tâm bất kính nhé, thì mình cho dù gì, cho dù mình không để trong túi quần ấy, thì vẫn có tội. Còn tâm mình mà thành kính ấy, thì mình để trong túi quần ấy, thì cũng chẳng có tội gì cả. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng cái khi thường thường là khi bình thường thì chúng ta để điện thoại trong túi quần thì thường thường là chúng ta hay tắt nhạc rồi, tắt bài giảng rồi, và cái hình Phật ở trong cái chế độ màn hình hay cái gì đó, thì khi chúng ta tắt điện thoại cho vào túi quần nghĩa là gì? Nó cũng đã tắt rồi, nó chỉ là cái gì, một cái màu đen hoặc màu trắng của màn hình thôi. Chỉ khi chúng ta lấy ra khỏi túi quần, chúng ta bật lên thì nó gì, nó mới hiện cái hình Phật lên. Thì tôi nghĩ rằng gì? Nếu mà như một bạn gái thay vào gì, vào cái màn hình của chúng ta là một bạn trai, một cái gì, một cái anh chàng cái gì gọi là hot girl hay cái gì ở xã hội bây giờ gọi là cái gì đấy, hot boy hay cái gì đấy thì chúng ta thay vào đó một cái gì, cái màn hình của cha là gì, Đức Phật hoặc là gì, Bồ Tát hoặc các vị tổ sư mà chúng ta gì kính trọng, những bậc có đạo hạnh vân vân. Chúng ta nhìn, bật điện thoại lên, chúng ta nhìn thấy ngài, cái tâm của chúng ta hoàn toàn khác, khởi lên một cái gì, khởi lên một cái niềm thành kính vô biên. Còn nếu mà chúng ta gì, để cái màn hình của chúng ta một cái anh chàng là gì,
rất là xinh trai đẹp đẽ đó, mà chúng ta mê thần tượng đó, chúng ta nhìn vào đó chúng ta sẽ khởi tâm gì? Dục vọng. Ngược lại, một cậu con trai, một cậu thanh niên, một bạn sinh viên hay một người Phật tử nam để cái màn hình của mình một cái cô người mẫu, màn hình điện thoại mình một cô người mẫu hoặc một cô gì, cô gái xinh đẹp nào đó, người đó bật điện thoại lên, nhìn thấy cô gái hoặc cô người mẫu đó liền tâm dục vọng nổi lên. Nhưng vị đó thay vào đó, một Phật tử đó thay vào đó là hình Phật, hình Bồ Tát, hình Tổ sư, tâm thành kính, từ đó thì thay đổi hẳn. Tất cả cái đó nó là gì? Phương tiện để chúng ta gì? Tu đạo. Chúng ta tiến bước trên con đường đạo gần với gì? Với đạo hơn là gì? Hơn là gần với đời. Cho nên ở đây theo quan điểm của tôi ấy, thì nó cũng là một cái phương tiện tốt cho chúng ta gì? Cho chúng ta gần với đạo. Cho nên tất cả các tổ ngày xưa dạy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật cơ mà. Thậm chí xin lỗi các vị, người Ấn Quang Đại Sư dạy ở trong Vân Sao, trong Vân Sao của ngài Ấn Quang Đại Sư dạy gì? Vào nhà vệ sinh còn niệm Phật cơ mà. Nhưng mà có một điều là gì? Niệm thầm ở trong tâm, không niệm thành tiếng. À, quan điểm của Ấn Quang Đại Sư đi đứng nằm ngồi nơi đâu cũng gì? Cũng A Di Đà Phật. Vào nhà vệ sinh cũng ai cũng A Di Đà Phật. Nhưng có thay đổi mỗi một khác là ở ngoài thì chúng ta có thể A Di Đà Phật to thành tiếng, nhưng vào nhà vệ sinh thì A Di Đà Phật này gì? Ở trong tâm, gọi là kim cang trì hay gọi là mặc trì. À, tức là niệm Phật ở trong tâm. Niệm Phật ở trên môi, hơi hơi máy môi tí thôi, gọi là máy môi một chút thì gọi là gì? Kim cang trì. Còn niệm ở trong tâm không máy môi ấy, gọi là mặc trì hay còn gọi là ý trì. Và như vậy chúng ta thấy vào những cái nơi ô uế bất tịnh nhất, chúng ta cho là con người chúng ta thế gian này, cho nhà vệ sinh là nơi ô uế bất tịnh nhất. Nhưng Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta thì vẫn phải nhớ Phật, niệm Phật, đừng có để rời Phật khỏi tâm. Làm được như thế, Ấn Quang Đại Sư nói chắc chắn một đời sẽ gì? Sẽ tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên từ đó mà suy ra, tôi nghĩ rằng Phật tử này thường dùng điện thoại của mình ấy, để tải hình ảnh Phật, Bồ Tát và tải những cái bài giảng, những bài niệm Phật, những bài thần chú lên trong đó. Mỗi khi gì? Đi đâu thì để trong túi quần, điện thoại để trong túi quần. Nhưng mà xong rồi lúc nào thì có những lúc thì thỉnh thoảng lại lấy ra để ngắm Phật hoặc là để nghe Pháp, nghe những bài thần chú, những bài niệm Phật. Như vậy rất tốt, công đức rất lớn, phúc báo rất lớn. Và từ cái chỗ này, Phật tử này có thể đi khuyên bạn bè của mình cũng làm như thế, cùng làm như thế. Thầy nghĩ rằng công đức còn càng nhiều hơn. Nếu mà Phật tử này khuyên mọi người làm như vậy, nghe như vậy, thực hành như vậy mà có tội, thì cái tội này thầy xin nguyện gánh hết cho. Còn có phúc thì các quý vị cứ nhận lãnh mà hưởng với nhau. Bao nhiêu những cái tội này, thầy là người khuyến khích các vị nghe, các vị làm. Nếu có tội, thầy nguyện với mười phương ba đời chư Phật, thầy sẽ gánh tất cả cho các quý vị. Còn có bao nhiêu phúc báo, các quý vị gì cứ hưởng chọn đi. À, cứ hưởng chọn đi. Và câu hỏi này thứ ba này, thầy xin được trả lời bằng cái chính kiến và cái sự hiểu biết của thầy như vậy, cũng như tâm nguyện của thầy như vậy.